ok anh em ơi, bây giờ là 12 rưỡi nhá. Em mua con xe trong đêm, không giống ga to. Mai em lên video chi tiết cho anh em nhé. Bây giờ là mấy giờ? Điện thoại kể trên xe này. Điện thoại anh đâu? Điện thoại anh đâu? Đây này. 1 giờ rồi. Bây giờ là mấy giờ? 1 giờ kém mấy phút. 1 giờ kém mấy phút nhá. Đúng rồi. Thôi cứ cho xe lên thôi. Mai quay xong. Cái này tối rồi không làm video được anh em. Giá chỉ trên 30 thôi anh em nhá. Giá trên 30 triệu cho anh em làm nhá. Trên 30 triệu anh em nhanh tay nhá. Chiếc xe này là em về chưa về nhà đã bán rồi này. Chiếc xe màu đỏ này. Đó, bán rồi. Chiếc này em bốc trong đêm anh em nhé. Hơn 30 triệu thôi. Biển 29 Hà Nội nha, hơn 30 triệu. Mai em sẽ lên video full cho anh em nha. Ok anh em ơi, hơn 30 triệu nhé. Anh em nhá. Hơn 30 triệu, biển 29 nhá. Đấy. Hơn 30 triệu nhá. Biển 29 nhá, tem vắt nhá. Ok, em về Hà Nam đây. Con này em mua lúc sáng, chiều tối này ở Hưng Yên em bán rồi. Còn con này hơn 30 triệu này. À, bình xăng zin, yên zin, sinh nhan zin, cùng thác zin, thủ sau zin, thủ trước zin. Nói chung nhiều thứ lắm anh em ạ. Mai em quay chi tiết cho anh em. Còn nếu bác nào mua chốt nhanh hơn 30 triệu thì alo em nhá. Đấy, ok, mai em quay video ạ. Chiều mai em quay video vì sáng mai em phải về quê em ăn dỗ họ rồi anh em nhá. Đấy, bây giờ là mấy giờ đây này? 1 giờ đêm nhá, 1 giờ 5 đêm anh em nhá. Biển 29 nhá. Biển 29 nhá, màu đen tem vắt. Đi thôi. Ok anh em nhá. Đấy, màu đen anh em nhá. Ok. Để đi. Ok anh em nhá. Là 1 giờ đêm rồi. Đây này, nhìn đồng hồ cho anh em xem, nó lại bảo em nói dối này. Ấn vào đây này. Thì nùi lại đi anh, thì nó mới hiện lên được. Nó đang để cam nùi, nó không tiến được. Không để ý như sau. Đây, 1:03 anh em này. Đấy, 1:03 nhá. Đấy, 1:03 sáng nhá. Đấy, em xuyên ngày xuyên đêm luôn đấy anh em ạ. Đấy. Anh em thấy đi Quả Trần này buổi tối quá đẹp đúng không?
Đấy. Ok anh em nhá. Anh nào mua chiếc xe này alo nhanh cho em nhá, hơn 30 triệu nhá. Hơn 30 triệu anh em nhá. Đấy, hơn 30 triệu. Ok, chào tất cả anh em nhá. Em tạm dừng video. Mai lên video chi tiết ban ngày sau.